Qua 3 năm thực hiện, chiến dịch Hãy làm sạch biển đã thu hút hàng chục vạn đoàn viên thanh niên trên cả nước tham gia, trong đó có sự đóng góp tích cực, sáng tạo và hiệu quả của tuổi trẻ quân đội. Được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trên quy mô rộng khắp lần đầu vào năm 2016, qua 3 năm chiến dịch Hãy làm sạch biển đã thu hút hàng chục vạn đoàn viên thanh niên trên cả nước tham gia bằng việc thành lập các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường biển hoạt động thường xuyên. Trong đó có sự đóng góp tích cực, sáng tạo, hiệu quả của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà nòng cốt là Bộ đội Hải quân, Cảnh sát biển và Biên phòng. Năm 2019 ghi nhận những bước đột phá của tuổi trẻ quân đội trong tổ chức tham gia chung tay làm sạch môi trường biển. Xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là địa bàn đóng quân của Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, Cục Hậu cần Hải quân. Thường xuyên có các kíp tàu ngầm tới An điều dưỡng chăm sóc sức khỏe sau những chuyến đi biển xa. Lữ đoàn 189 Hải quân đã phối hợp với địa phương tổ chức tặng quà hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, tặng áo phao và làm sạch rác thải trên bãi biển, đặc biệt là túi ni lông và các loại vỏ chai nhựa. Sự có mặt của bộ đội tàu ngầm với các hoạt động dân vận ý nghĩa góp phần giúp người dân Phú Yên thêm yêu, thêm hiểu về hình ảnh bộ đội hải quân luôn đồng hành với ngư dân, bảo vệ môi trường và vươn khơi bám biển. Tuyên truyền cho bà con có cái ý thức, nhận thức sâu sắc về bảo vệ môi trường biển. Qua đó là góp phần cho biển xã An Phú nói riêng và cả nước nói chung thì được sạch hơn. Chúng ta cùng phối hợp xây dựng cái thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ cái môi trường biển và bảo vệ ổn định hòa bình ở trên các vùng biển đảo của Việt Nam. Đồng loạt phát động chương trình Hải quân Việt Nam đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Tại các vùng hải quân, các hoạt động làm sạch biển có sự chung tay góp sức của nhiều lực lượng cùng đóng quân trên địa bàn và thanh niên địa phương. Qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo các cảng cá, tấp nập, đông vui nhưng vẫn gọn gàng, quy củ, làm sạch đẹp các bãi biển, khu du lịch. Nhưng quan trọng hơn là tuyên truyền thay đổi, nâng cao nhận thức của ngư dân và du khách trong quá trình gắn bó với biển, tận hưởng vẻ đẹp của biển và làm giàu từ biển. Tôi mong cán bộ chiến sĩ cùng đoàn thể địa phương, các đơn vị cùng phối hợp chung tay xây dựng và góp phần làm sạch môi trường biển, luôn giữ cho biển mãi xanh, sạch, đẹp. Đóng quân trên địa bàn thành phố Nha Trang, các nhà trường quân đội như trường sĩ quan thông tin, sĩ quan không quân có sự phối hợp thường xuyên liên tục với đoàn thanh niên địa phương. Từ các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, làm sạch môi trường sống, hiến máu tình nguyện. Nhờ có sự đồng thuận cao, việc phối hợp giữa các tổ chức đoàn trong và ngoài quân đội rất thuận lợi. Cùng nhau, họ nói không với rác thải nhựa và hành động xả rác bừa bãi, thiếu ý thức của một bộ phận người dân, du khách. Phát huy cái thần xung kích của các bạn đoàn viên thanh niên, qua đó thì cũng khơi dậy lên cái ý thức bảo vệ môi trường. Và bên cạnh đó cũng thêm một cái phương pháp tuyên truyền sâu rộng đến cho toàn thể cái thành phần nhân dân. Hiện nay môi trường biển đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm rất là trầm trọng. Bảo vệ môi trường biển ngoài sự tích cực còn đòi hỏi kiến thức hiểu biết về biển, tình yêu với biển đảo Tổ quốc như triển khai trồng mới hàng chục nghìn cây đước, vốn được mệnh danh là vệ sĩ bờ biển, chống ngập mặn xâm thực và chống sói lở, hay phát các tờ rơi sinh động đa dạng thông tin giúp nâng cao nhận thức và sự ủng hộ, tạo thói quen tốt cho đại đa số người dân. Hàng vạn đoàn viên thanh niên các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố ven biển đã ra quân làm sạch bờ biển, hình thành nên những ngày thứ Bảy, Chủ nhật tình nguyện xanh, giúp thay đổi diện mạo các vùng ven biển dọc dài đất nước. Một tinh thần trách nhiệm chung sẽ đem lại hiệu quả bền vững, lâu dài cho môi trường sống của chúng ta.